Kính chào bà con và các bạn. Trong nông nghiệp tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng bà con một số biện pháp chăm sóc cây trồng vụ đông xuân 2015-2016. Tiếp đó là mô hình kinh tế nông nghiệp chăn nuôi tổng hợp hiệu quả. Còn trước tiên như thường lệ là phần thông tin nông nghiệp. Thưa bà con và các bạn, nhằm từng bước mở rộng và nâng cao chất lượng các mô hình trồng nấm từ nguồn vốn của chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Trạm khuyến nông khuyến ngư huyện Triệu Phong vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai một lớp đào tạo nghề trồng nấm cho 30 học viên là hội viên phụ nữ. Sau 2 tháng triển khai vừa học vừa thực hành, học viên đã được tiếp thu kiến thức về các loài nấm ăn và nguyên liệu để trồng nấm, kỹ thuật trồng nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi, xây dựng nhà trồng nấm, kỹ thuật sản xuất giả thể, cách chăm sóc và các thao tác thu hoạch nấm, vệ sinh khử trùng sau khi thu hoạch. Thông qua lớp dạy nghề kỹ thuật trồng nấm trên nguyên liệu rơm rạ đã giúp cho chị em phụ nữ có thêm nghề mới từ việc tận dụng nguồn nguyên liệu rơm rạ sẵn có tại địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần ổn định và phát triển đời sống. Dự kiến sau khóa học, mỗi học viên chỉ với diện tích trồng nấm từ 15 đến 20 mét vuông đã có thể sản xuất được từ 20 đến 40 kg nấm sò. Với giá bán trên thị trường hiện nay thì sau khi trừ chi phí đã mang lại lợi nhuận từ 1 đến 2 triệu đồng một hộ. Một năm có thể sản xuất từ 4 đến 6 lứa. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2015, ngành chăn nuôi tiếp tục chủ trọng phát triển theo quy mô trang trại, gia trại tập trung gắn với an toàn sinh học và vệ sinh môi trường. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng cả năm đạt 38.000 tấn, tăng 8,8% so với năm 2014 và vượt 5,4% kế hoạch năm. Cơ cấu sản xuất chăn nuôi lợn đang chuyển đổi theo hướng chăn nuôi hộ lớn. Ngày càng nhiều các mô hình liên kết trong sản xuất như các hợp tác xã chăn nuôi với quy mô vài chục lợn nái và hàng trăm lợn thịt một năm. Đặc biệt, hiện nay toàn tỉnh có 16 trang trại nuôi lợn gia công do công ty CP với quy mô lợn thịt từ 600 đến 1.000 con một mô hình. Một mô hình nuôi với quy mô 3.000 đến 4.000 con. Đây là dạng liên kết khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại chăn nuôi, tiêu thụ, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, giúp truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong chăn nuôi bò đã hình thành các tổ hợp tác chăn nuôi bò nhốt vỗ béo, bò hưởng thịt, kết hợp trồng cỏ nuôi bò như tại thôn Bắc Bình, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, các xã vùng đông huyện Vĩnh Linh như Vĩnh Kim, Vĩnh Thệt, Vĩnh Tân đang ngày càng phát triển. Giá trị và lợi nhuận tăng cao hơn khi chuyển từ trồng lạc hoặc một số cây trồng khác sang trồng cỏ làm thức ăn cho bò. Bà con và cả bạn thân mến, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, bà con nông dân đã quay trở lại với công việc đồng áng. Hiện nay thời tiết có nhiều chuyển biến thất thường, là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh và gây hại cho cây trồng. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng bà con một số biện pháp chăm sóc cây trồng vụ đông xuân 2015-2016. Kính thưa bà con, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị, hiện tượng El Nino tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta trong vụ đông xuân 2015-2016, có khả năng đạt cường độ của El Nino mạnh kỷ lục năm 1997-1998 và xác suất kéo dài đến hết vụ đông xuân 2015-2016 là 90%. Tổng lượng mưa toàn vụ đông xuân khu vực tỉnh Quảng Trị có khả năng thiếu hụt từ 15-35% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ và sẽ tiếp tục là một vụ mùa ấm, ít ngày rét, nên nhiệt độ trong toàn vụ cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. Như vậy, sản xuất nông nghiệp năm 2016 nguy cơ tiếp tục xảy ra khô hạn rất cao. Ngành nông nghiệp và các địa phương chỉ đạo tập trung cơ cấu các giống lúa ngắn ngày và cực ngắn phù hợp với địa phương và có thị trường tiêu thụ, đảm bảo việc xây dựng cơ cấu giống lúa cho vụ đông xuân đúng yêu cầu. Trong những ngày qua trước và sau Tết Bình Tân 2016, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhà. Để hạn chế tác hại của thời tiết vụ đông xuân 2015-2016, đề nghị bà con nông dân cần làm tốt một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa như sau. Về chế độ phân bón, đối với các diện tích đã gieo, tiếp tục có các biện pháp giữ ấm, bón thêm phân lân, rắc cho bếp hoai mục để giữ ấm hoặc phun các chế phẩm phân bón lá có các chất vi lượng như kẽm, molybden, đồng, bo, vân vân với tác dụng tổng hợp các chất dinh dưỡng và các chất điều hòa sinh trưởng giúp lúa tăng sức chống chịu với thời tiết bất thuận nhưng không được xử lý khi nhiệt độ trung bình dưới 18 độ C. Với các diện tích lúa đã gieo, cần duy trì một lớp nước mặt ruộng nông thường xuyên từ 2 đến 3 cm, không được để ruộng bị khô hạn do khi lúa mới gieo
bộ rễ chưa kịp ăn sâu xuống đất, nếu ruộng bị xe khô bề mặt sẽ khiến cho bộ rễ lúa dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết giá rét, thậm chí gây chết lúa. Không bảo đảm trong những ngày nhiệt độ dưới 18 độ C, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và tiến hành chăm sóc khi thời tiết ấm dần, tránh thủ tỉa dặm, bỏ thuốc sớm bằng các loại phân độc tổng hợp dễ tiêu chuyên dùng để lúa bén rễ hồi sinh đẻ nhánh thuận lợi. Về chế độ nước tưới, điều chỉnh nước tốt giúp cây lúa phát triển thuận lợi, khỏe mạnh, ít sâu bệnh, chống đổ ngã và hạn chế cỏ dại. Tưới tiêu độ vụ từ sau khi cấy đến lúa bắt đầu đẻ nhánh, cho nước vào và luôn giữ ổn định mực nước từ 2 đến 3 cm để cây lúa phát triển thuận lợi. Đẻ nhánh tập trung giữ nước đến khoảng 1 tháng sau khi gieo xạ, rút nước phơi ruộng 5 đến 7 ngày. Mục đích của việc cắt nước nhằm tạo điều kiện cho rễ lúa đâm sâu xuống đất, hạn chế đổ ngã về sau, đồng thời cũng nhằm tháo bớt những độc chất được tích lũy trong đất. Về tưới tiêu dịa vụ, từ giai đoạn đứng cái đến làm đồng, kết hợp tưới nước với phơi ruộng để cho lúa đứng cái có tính đàn hồi lưu lớn, màu lá xanh tươi và giúp rễ ăn sâu. Khi lúa đẻ nhánh đủ số lượng cơ bản thì rút nước, phơi khô mặt ruộng từ 5 đến 7 ngày, sau đó đưa nước vào lại. Về tưới tiêu cuối vụ, từ thời kỳ cây lúa có đồng non để thu hoạch, nên áp dụng công thức nông ẩm, khô ướt liên hoàn. Thời kỳ cây lúa làm đồng rất mẫn cảm với nước, thiếu nước lúa sẽ bị nghèn đồng, trổ bông không đều, hạt lép, do đó nên giữ mực nước từ 3 đến 5 cm. Khi lúa bắt đầu uốn cấu cho đến thu hoạch, rễ lúa phát triển kém nên dễ uống nước, cây lúa sẽ suy yếu. Vì vậy chỉ cần giữ đủ ẩm để lúa đủ sức nuôi hạt và chống đổ. Thời gian từ chín nửa bông cho đến khi thu hoạch cần tháo cạn nước để cho lúa chín đều. Về phòng trừ sâu bệnh, thường xuyên thăm đồng, kiểm tra tình hình sâu bệnh hại, phát hiện sớm để có biện pháp phòng trừ kịp thời, tránh ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Quản lý dịch bệnh theo chương trình IPM nhằm mục đích nuôi cây khỏe, tăng sức đề kháng sâu bệnh, bảo vệ nguồn thiên địch trên đồng ruộng, tăng cường công tác diệt chuột bằng nhiều biện pháp, kết hợp diệt chuột bằng thủ công và bậy bạ các loại, ngừa bệnh đạo ôn, lan lẹp hạt, khô vằn bằng các loại thuốc tinh sút pe, bin, phalidacin, v.v. Phòng trừ rễ các loại ở giai đoạn cuối vụ bằng Actara, leo đắp, v.v. Chăm sóc các loại cây mau màu. Đối với cây lạc, lạc là một cây trồng hình thành hóa rất sớm, cho nên cần phải đầu tư thâm canh, nhất là phân bón, tưới nước, mật độ và khoảng cách gieo trồng để các biện pháp chăm sóc phòng trừ cỏ dại, sâu bệnh hại thích hợp mới đạt được năng suất và hiệu quả cao. Về giảm cây, sau khi gieo hạt từ 5 đến 7 đến 10 ngày, cần tiến hành giảm cây những chỗ không mọc để đảm bảo mật độ. Giảm càng sớm càng tốt, nên giảm bằng hạt giống đã úa nứt nhanh. Khi hạt lạc đã nứt nhanh và chui lên khỏi mặt đất, cần bới đất xung quanh gốc để lộ mộ hai lá mầm, thường gọi là hai lá sò, để giúp tăng năng suất từ 10 đến 12%. Là chăm sóc thời kỳ cây con, tính từ mọc mầm cho đến khi cây con có 3 lá thật, tương đương với 15 đến 30 ngày sau khi gieo. Đây là thời kỳ phát triển của bộ rễ và khủng hoảng đạm, cho nên cần bón 1,5 đến 2 kg đạm ure hoặc là 3 đến 4 kg đạm xung phát và 3 đến 4 kg kali trên một sào nếu chưa bón lót. Về thời điểm bón, khi cây lạc có 3 đến 4 lá thật kết hợp với làm cọ nhưng không được vun gốc. Cách làm: sẽ rạch một bên hàng lạc cách gốc từ 4-5 cm, sâu từ 5 đến 6 cm, trộn đều đạm và kali, bón vào rạch, lấp phân, bới thoáng gốc để lộ hai lá sò trên mặt đất, nhổ sạch cỏ gốc, bắt sâu non, trường hợp đất khô thì tưới nước một lần. Về chăm sóc thời kỳ cây đâm tỉa, lúc cây có 7 đến 8 lá thật, tương đương với 40 đến 65 ngày sau khi mọc. Thời kỳ này là cây lạc vừa hoàn chỉnh cành, tán lá, vừa ra hoa tạo quả. Khi đợt hoa rổ đầu tiên vừa tàn thì tiến hành bón thúc đợt 2 với lượng 3 đến 4 kg kali trên một sào kết hợp với làm cỏ và không vun đất vào gốc. Sau khi lạc ra hoa được 15 ngày thì dùng vôi bón trực tiếp lên cây lúc khô xương với lượng từ 15 kg trên một sào, sau đó vun nhẹ gốc, không được vun cao. Như vậy sẽ có tác dụng làm cho quả chắc, vỏ mỏng, hạt mậy, hạn chế một phần mầm bệnh gây thối tia, thối quả. Trường hợp đất khô quá thì tưới nước, cho nước vào 1 phần 2 rạch 3 đến 4 giờ rồi tháo ra 10 đến 15 ngày một lần. Ngoài ra, để tăng năng suất, chất lượng lạc có thể phun thêm phân bón lá chuyên dùng cho cây lạc lúc 6 đại lá trước khi ra hoa, sau khi có quả sẽ hạn chế sâu bệnh và tăng năng suất từ 15 đến 20%. Về phòng trừ sâu bệnh, trong quá trình sản xuất phải thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh hại làm giảm năng suất. Các đối tượng sâu bệnh cần chú ý như sâu xám, sâu xanh, sâu khoang, bệnh nấm đen, đốm lá, thối gốc mốc đen và thối gốc mốc trắng, bệnh héo sinh vi khuẩn, bệnh thối tia và thối quả, v.v. Đối với cây ngô, về tỉa giảm cây, trong vòng 7 ngày sau khi mọc cần tỉa giảm sớm để đảm bảo mật độ và phát triển đều, nên giảm bằng cây đã gieo trong bầu hoặc hạt giống đã úa nứt nền. Chăm sóc thời kỳ mọc mầm đến 3 lá. Khi cây được 3 lá tương đương với 15 đến 19 ngày sau khi gieo, cho nên bà con cần phải bón thúc đợt 1 khi cây được 3 lá với lượng là 3 kg đạm và 2 kg kali trên một sào, bón cách gốc 5-7 cm và bón cạn kết hợp với làm cọ và vun gốc. Chăm sóc thời kỳ 3 lá đến
thời kỳ cứt gián. Đây là khi cây ngô có được 7 đến 9 lá. Thời kỳ này tương đương với 29 đến 30 ngày sau khi gieo, cây ngô bắt đầu hình thành bắp, cho nên bà con cần phải bón thúc đợt 2 khi cây có 7 đến 9 lá kết hợp với làm cỏ phun gốc với lượng là 3 kg đạm và 2 kg kali trên một sào. Chăm sóc thời kỳ cứt gián đến trổ cờ. Thời kỳ này tương đương với 65 đến 75 ngày sau khi gieo. Đây là thời kỳ cây khủng hoảng về dinh dưỡng và nước vì tốc độ phát triển thân lá đến mức tối đa, cho nên bà con cần phải bón thúc đợt 3 đúng lúc và kịp thời với lượng 3 kg đạm và 2 kg kali trên một sào. Đồng thời cần phải đảm bảo đủ độ ẩm cho đất, nếu có điều kiện thì tưới nước một lần. Phòng trừ sâu bệnh hại ngô. Cây ngô thường bị các đối tượng sâu bệnh hại như sâu xám, dế, kiến, các loại sâu ăn lá, sâu đục thân, sâu đục bắp, vân vân. Về bệnh hại có như khô vằn hay còn gọi là đốm vằn, đốm lá, thối nhũn thân, rỉ sắt, bệnh sọc đen do virus, vân vân. Trên đây là các biện pháp chăm sóc một số cây trồng chính trong vụ đông xuân 2015-2016. Kính chúc bà con có một vụ mùa bội thu. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con nông dân. Thưa bà con và các bạn, chăn nuôi tổng hợp là một trong những phương thức sản xuất hiện nay được nhiều bà con nông dân áp dụng. Với cách làm này sẽ vừa tiết kiệm được công chăm sóc, nguồn thức ăn và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Tiểu mục mô hình kinh nghiệm xin mời bà con cùng tham khảo mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả sau đây. Cách đây 10 năm về trước, gia đình ông Nguyễn Tâm Mỉa đã lên vùng Gò Đồi thuộc thôn 5 thị trấn Bình Quan để lập trang trại trồng trọt và chăn nuôi tổng hợp. Từ những ngày đầu gian khó với vùng đất cằn cỗi và hoang sơ, ông Mỉa đã miệt mài, cần mẫn cải tạo vùng đất hoang hóa để đưa vào sản xuất những giống cây con khác nhau. Qua quá trình chịu khó, mày mò từ tìm tòi, học hỏi, đến nay trang trại của ông Mỉa đã hình thành và ngày càng mở rộng về quy mô với cây trồng chính là cao su và một số vật nuôi như cá, gà, lợn, vân vân. Nói chung qua bước đầu thì vô lập trang trại thì nói chung bước đầu vô thì mình vô chủ yếu là làm ruộng. Nói chung là vùng đây là đất hoang vu, cho nên chưa có ai làm cả thì mình vô làm thì nói chung sáng đi chiếu tôi về. Sau đó thì lập một cái trang trại đưa vận động vợ con rồi vô nói chung là làm cái trang trại sáng đi tối về. Thì sau đó thì một thời gian làm thấy vất vả rồi thì mình chốt lán lại tại chỗ luôn để làm. Thì nói chung là mình thấy làm thủ công thì làm không hiệu quả, cho nên là phải thuê máy móc. Thì bước đầu là phải thuê máy móc về, nói chung làm cả húc cả đào rồi cả là thuê phấn cho để đầu tư cây cao su nữa, cho nên là mình thấy là phát triển khó khăn nhưng mà mình làm được. Trên 5 hecta diện tích đất trống đồi núi, ông đã trồng 3 hecta cao su, đến nay đã khai thác được. Trung bình mỗi ngày ông thu được 1 tạ mủ. Những năm trước đây, cây cao su đã góp phần mang lại nguồn thu nhập khá lớn cho gia đình ông. Ngoài ra với diện tích đất đồi rộng rãi, ông Mỉa đã thả hàng trăm con gà ta, cung ứng thường xuyên cho thị trường. Nhờ cần cù, ham học hỏi, không ngừng nghiên cứu thêm sách báo và bị kết áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, ông Mỉa đã nhận ra rằng nuôi gà ta thả vườn rất dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, đàn gà phát triển nhanh và đều. Nuôi gà trong vườn còn tận dụng được nguồn phân bón trực tiếp cho cây trồng rất tốt. Về nuôi gà thả vườn thì mình bước đầu là mình mua tròn trứng cho nữa là mình sáng mình nhớ ấp lo. Thì về ấp nói chung là ấp nở một lúc là khoảng là 100-150 con đó, về một lần. Thì về nói chung về rồi mình cho ăn, nói chung cùng mua bột cho ăn. Thời gian thì sau là bắt đầu thả đôi, thả là sáng mở cho ăn rồi chiều cho ăn, coi như là hai lần đó. Thì cho nó ra ngoài đôi ăn thì đi bưới ăn. Mô hình kinh tế nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Tâm Mỉa đến nay đã mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đây là mô hình kinh tế nông nghiệp tiêu biểu tại thị trấn Bình Quan. Bà con nông dân có thể tham khảo để học tập và làm theo. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc trang nông nghiệp tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn.